Với công nghệ ngày càng phát triển, đồ họa trong game cũng được nâng cấp, nhìn ngày càng thực tế hơn, không thua những bộ phim người đóng. Sau nhiều lần được chiêm ngưỡng trailer CGI hoành tráng, nhiều người mặc định những siêu phẩm bơm tấn AAA phải có đồ họa chân thực trên cả tuyệt vời. Và điều này trở thành xu thế làm game cho những năm gần đây. Tuy nhiên, chính nó đã gây ảnh hưởng tiêu cực không hề nhỏ tới ngành công nghiệp trò chơi điện tử, từ lối chơi nhàm chán, lặp đi lặp lại cho đến những thảm họa lỗi còn nhiều hơn sao trên trời. Vậy thì đồ họa trong game có thực sự khiến cho game đó tệ đi hay không? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày nay anh em nhé. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Cụm từ AAA được dùng một cách không chính thức để chỉ những tựa game cần tiêu tốn nhiều thời gian, nhân lực và ngân sách để sản xuất cũng như quảng bá sản phẩm khi ra mắt. Thông thường chúng sẽ được phát hành bởi các hãng lớn hoặc studio lớn. Để dễ dàng biết thì những tựa game AAA cần đáp ứng 3 tiêu chí như sau: A lot of time, tức là cần rất nhiều thời gian; A lot of resources, tức là cần rất nhiều tài nguyên; và A lot of money, tức là cần rất nhiều tiền. Một trong những trò chơi điện tử đầu tiên được sản xuất ở quy mô bơm tấn AAA là Final Fantasy VII năm 1997 của Squaresoft, với tổng chi phí phát triển được tính là 40-45 triệu đô la, tương đương với khoảng 64-72 triệu đô la ngày nay, khiến nó trở thành tựa game điện tử đắt đỏ nhất từng được sản xuất luôn bây giờ. Tựa game này sở hữu nhiều yếu tố chưa từng có tiền lệ như những đoạn cutscene CGI, phần âm thanh được sử dụng dàn nhạc giao hưởng, cũng như sự kết hợp đột phá giữa lối chơi và góc quay linh hoạt mang tính điện ảnh. Trò chơi có một chiến dịch quảng bá đắt đỏ chưa từng có. Tổng chi phí sản xuất quảng bá được ước tính lên đến 80-145 triệu đô la, khoảng đâu đó 127-231 triệu đô la ngày nay. Sau sự thành công vang dội trò chơi này, các ông lớn khác liền đua nhau bắt chước, và xu thế này vẫn được duy trì cho đến ngày hôm nay. Một trong những điểm làm nên thương hiệu mà mỗi lần nghe trò chơi AAA là chúng ta phải nghĩ tới ngay, đấy là đồ họa chân thực và hoành tráng của game. Các hãng game đã trở nên rất giỏi trong lĩnh vực này. Các bạn hãy nhìn xem Lara Croft di chuyển cực kỳ mềm mại và giống thật như thế nào trong Tomb Raider, hay các thành phố rộng lớn của Watch Dogs 2 hoặc GTA 5 được mô tả rất chi tiết. Chiến trường trong Battlefield hay Call of Duty không cố gắng che giấu sự tàn phá và khủng khiếp của chiến tranh thực sự. Thậm chí, trò chơi Horizon Forbidden West còn từng khiến nhiều người tranh cãi khi tạo hình nhân vật Aloy chi tiết đến từng sợi lông tơ trên mặt. Hãng Rockstar thì khoe bi của lưỡi ngựa trong Red Dead Redemption 2 có khả năng đổi kích cỡ tùy theo nhiệt độ môi trường. Độ trung thực của hình ảnh luôn giữ vai trò đặc biệt trong game. Những đoạn cutscene giống như phim điện ảnh bơm tấn thường để camera tập trung vào cận cảnh nhân vật, cung cấp độ chân thực cao nhất cho những hoạt ảnh biểu cảm trên khuôn mặt. Có thể nói, đồ họa đã giúp toàn bộ trò chơi trên có hồn và gần gũi với game thủ hơn, dễ dàng đưa họ vào thế giới ảo hơn. Chính vì thế, nhà phát hành sẽ tập trung nhiều vào hình ảnh, sử dụng triệt để tài nguyên cạn đồ họa, khiến sản phẩm của họ trông thật sống động và sắc nét, thu hút mọi sự chú ý của người chơi từ cái nhìn đầu tiên. Đồ họa đẹp, dễ quảng cáo, dễ bán game hơn, đặc biệt với người chơi casual, tập khách hàng rất đồng đảo. Trước khi quyết định bỏ hào bao đứng đầu từ game nào đấy, người chơi thường sẽ có xu hướng tìm xem trailer giới thiệu cutscene và gameplay trước, sau đó mới quan tâm tới những thứ khác. Chính vì thế, nhà phát triển game phải cố gắng thiết kế cho đồ họa trong game nhìn thật đẹp mắt, thỏa mãn nhất có thể. Đồ họa chân thật trở thành một quy chuẩn chung, một thước đo cho sự hiện đại, hoành tráng cũng như độ đầu tư chăm chút của nhà làm game dành cho đứa con tinh thần của mình. Trong vài năm trở lại đây, dưới sức mạnh của khoa học kỹ thuật, các dòng càng đồ họa mạnh liên tục được tung ra, khiến cho game bơm tấn với đồ họa cực kỳ đỉnh xuất hiện ngày càng nhiều. Việc phô diễn nên đồ họa nhìn trông y chang thật gần như trở thành chuyện hiển nhiên, một điều bắt buộc phải có trong những tựa game mang cái mác là AAA. Lấy một ví dụ, Sony sản xuất PS5 mạnh mẽ hơn nhiều PS4 thì dĩ nhiên họ phải khoe cái sức mạnh đó bằng mấy con game đồ họa khủng, đúng không? Tuy nhiên, việc theo đuổi đồ họa realistic cũng mang lại rất nhiều bất cập cho làng giải trí điện tử. Rõ ràng là game đẹp thì đẹp đấy, nhưng những siêu phẩm như Forspoken, Redfall cũng xuất hiện với tần suất rất dày đặc. Vậy thì chuyện gì thực sự đang xảy ra? Đồ họa là một trong những nguyên nhân chính khiến sản phẩm AAA rất lâu mới tới tay game thủ. Để làm nên một con game mang đồ họa nét tới từng chi tiết và sát với thực tế thì dĩ nhiên là tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu, mô phỏng, sử dụng motion capture để ghi lại từng cử động nhân vật. Ngoài ra, còn phải dựng môi trường vật thể xung quanh phù hợp với bối cảnh, bầu không khí, mô phỏng vật lý, ánh sáng, độ bóng sao cho nhìn chân thật nhất có thể. Chính vì thế, những game AAA sẽ tốn cực kỳ nhiều, không chỉ tiền bạc mà còn thời gian để hoàn thành. Vào năm 1992, Mortal Kombat 1 mất 10 tháng để hoàn thành, từ khâu lên ý tưởng cho đến khi thử nghiệm, sửa lỗi các kiểu, 30 năm sau. Ở thời điểm hiện tại thì sao? Final Fantasy bắt đầu được lên kế hoạch từ năm 2015, nhưng phải đến 2023 mới có thể ra mắt, nghĩa là 8 năm trời. Dĩ nhiên đây là trường hợp cá biệt, nhưng nói chung ở thời điểm hiện tại thì một game AAA thường mất đến tận 4-5 năm để thực hiện. Khối lượng công việc nhiều, thời gian làm lâu dẫn đến chi phí bị đội lên, thế là giá game cũng từ đó mà tăng theo. Các hãng làm game thì phải tìm thêm cách kiếm tiền như chia nhỏ content để làm DLC, nhận pre-order các phiên bản đặc biệt, vân vân vậy mày.
Chưa kể đến việc đòi hỏi cấu hình cực kỳ cao để có thể chạy được nó ở mức tạm chấp nhận được. Với vật giá đào thàng mà đồng lương thì cứ mãi thủy chung một chỗ, chơi game từ một thú vui tiết kiệm bỗng trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Một vấn đề khác chỉ xảy ra với đồ họa phong cách thực chính là không phải lúc nào chúng cũng phù hợp với chủ đề của chính game đó. Lấy ví dụ như Pizza Tower, một con game platform indie với câu chuyện xoay quanh Peppino Spaghetti, một đầu bếp là chủ tiệm bánh pizza đang gặp khó khăn. Bị Pizza Face, chiếc bánh pizza khổng lồ có tri giác đe dọa phá hủy cửa tiệm bằng tia laser hạt nhân. Sợ hãi và tức giận, Peppino bắt đầu leo lên tháp và tìm cách đánh bại Pizza Face để cứu tiệm bánh của mình. Anh chàng này có thể đi đứng, chạy, nhảy, lăn, trượt trông cực kỳ ảo mà. Cái đòn tấn công nghe thì rất là cơ bản, bao gồm một cú đập người, tóm lấy và ném kẻ địch, đỡ đòn. Nhưng các bạn nhìn đi, nhìn tụi nó như thách thức định luật vật lý ấy. Ngoài ra, nếu Peppino chạy đủ lâu, anh ta bắt đầu lao đi với tốc độ bàn thờ, chạy lên tường, xuyên qua cả kẻ thù hay đồ vật. Những chuyện cực kỳ vô lý phi thực tế này đã làm nên một chất riêng không lẫn vào đồ được của Pizza Tower, giúp nó nhận được sự yêu thích từ game thủ và cả nhà phê bình. Đây là điều mà game AAA sử dụng đồ họa chân thật không thể nào thực hiện được. Vì mãi chạy theo nó nên các sản phẩm AAA cứ thế dần dần đi vào lối mòn, khiến chúng cứ nà ná nhau. Không chỉ vậy, phong cách đồ họa này rất dễ bị ảo meta. Do công nghệ ngày càng phát triển, đồ họa chỉ sau vài năm cứ từ đẹp trở thành xấu, bởi vì các game mới ra đẹp hơn các game trước. Thử hỏi xem, The Elder Scrolls Skyrim từ game giành được giải trò chơi của năm vào năm 2011 và đến tận ngày hôm nay vẫn luôn được coi là một trong những kiệt tác ngành game ấy. Thế bây giờ nhìn vào, liệu các bạn cảm thấy thán phục trước đồ họa từng được ca ngợi đỉnh chóp của nó không? Hay các bạn sẽ biểu môi chê bai rồi tải mod Ray Tracing về cho đỡ đau mắt? Gần hơn một chút có thể kể đến siêu phẩm The Witcher 3 Wild Hunt. Từ game này giờ vẫn nhìn không tới nỗi quá tệ, nhưng chắc chắn đồ họa của nó bây giờ đây không thể nào khiến bạn phải trầm trồ như trước nữa. Với những phong cách đồ họa khác thì chúng gần như chẳng chịu thượng bởi vấn đề này. Tôi cá luôn với các bạn là 20 năm nữa, các bạn bật Dead Cell hay Hollow Knight lên, các bạn vẫn sẽ thấy nó đẹp. Bên cạnh phong cách pixel art mang lại cảm giác hoài cổ, nhiều nhà phát triển còn biến từ game của mình như trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nói tới đây, không thể nào không nhắc đến Chris, trò chơi với nền đồ họa tối giản nhưng mang lại màu sắc hài hòa, sống động, hấp hồn bất kỳ người chơi nào từ cái nhìn đầu tiên. Chris chẳng cần đồ họa 3D hay tạo hình với cả tỷ tỷ đa giác để mô tả chân thực chuyển động cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và cả sự khó khăn trắc trở mà nhân vật chính đang phải chịu đựng. Từng khung hình trong game đều mang đầy ý đồ nghệ thuật, kết hợp với những bản nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng, cùng gameplay đơn giản nhưng vẫn đủ đầy sáng tạo để không bị cảm thấy lặp đi lặp lại. Tất cả điều trên làm nên một tuyệt tác hoàn hảo. Chẳng khó để hiểu, Chris nhận được đánh giá vô cùng tích cực từ game thủ và cả các nhà phê bình, giành được hàng loạt đề cử, danh hiệu dành cho nhất mà bất kỳ ai cũng thèm khát. Ngoài ra, để khiến game mình chân thực nhất có thể, các nhà phát triển phải thiết kế sao cho môi trường xung quanh chi tiết hết gà hết số, thấy rõ được từng chuyển động nhỏ nhất của cây cỏ ven đường, cơn gió thổi qua, vết tích bào mòn của thời gian in hằn trong từng cảnh vật, công trình hay vật dụng ít ai lùi tới. Nhưng hóa ra chính vì thứ gì cũng quá đẹp, quá chi tiết, người chơi không còn phân biệt được điều gì là quan trọng nhất để họ tập trung nhìn vào. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ việc truyền tín hiệu từ mắt đến não bộ của chúng ta. Theo một bài nghiên cứu khoa học từ University of Pennsylvania School of Medicine, võng mạc của con người có thể truyền dữ liệu với tốc độ khoảng 10 triệu bit mỗi giây. Tuy nhiên, não bộ chỉ thể tiếp nhận 50 bit trong số đó. Hay nói khác là bạn nhìn, nhưng chưa chắc bạn có thể ghi nhớ được hết tất cả những gì đã nhìn thấy. Chính vì vậy, khi được đặt vào môi trường quá chi tiết, quá nhiều thứ các bạn cần phải xem, người chơi bất giác cảm thấy hoảng loạn, không biết bắt đầu từ đâu, phải làm gì trước tiên. Các bạn hãy thử nhìn vào bức ảnh này. Điều gì trong ảnh chụp màn hình này thực sự quan trọng đối với bạn dưới tư cách một người chơi Call of Duty? Đúng, thứ duy nhất đập vào mắt bạn chỉ có món vũ khí hiện tại bạn đang cầm, còn mấy thứ còn lại như tảng đá, cỏ cây, biển quảng cáo, xe cộ, biển hiệu Hollywood có thể trông rất đẹp đấy, nhưng chúng chẳng giúp ích được gì cả ngoài việc khiến khung cảnh xung quanh trở nên rất là rối mắt. Đừng hiểu nhầm tôi hiểu bối cảnh rất quan trọng trong game, chứ nhìn thấy đã khắc họa nên khung cảnh điêu tàn ám đạm mà chiến tranh gây ra. Nhưng có điều xét ở mặt gameplay, chúng lại cản trở cho việc xử lý thông tin về môi trường xung quanh. Nếu có vật phẩm hữu dụng xung quanh khu vực ấy, bạn có thể nhìn thấy nó không? Không. Để tránh việc người chơi không thể nhìn thấy những thông tin quan trọng trong một môi trường như vậy, càng làm game buộc phải quay lại, phá nát chính cái đồ họa chân thực của mình. Thường thì những trò chơi kiểu này sẽ nhét thêm một tính năng kiểu hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không ấy. Chỉ cần kích hoạt, đôi khi nó mặc định bật lên luôn, thì các vật phẩm sẽ tự động được highlight nổi bật lên. Bạn thử nghĩ xem, ở bãi chiến trường chi tiết đến từng ngọn cỏ, là có một khẩu súng sáng lấp la lấp lánh, chẳng phải sẽ mất hết cái tính thực tế của nó hay sao? Bên cạnh việc có thêm nhiều chi tiết nhỏ nhặt gây mất tập trung, NPC cũng được nhà làm game nhét vào vô tội vạ để game của mình phải thật sinh động, sát thực tế nhiều nhất có thể. Nhưng bọn nó chỉ đứng ở đấy, đi qua đi lại trông như mấy con rối mà thôi, hoặc đứng làm cảnh một chỗ từ ngày này qua tháng nọ, không đóng góp bất kỳ vai trò gì giúp cho người chơi cả, và có xóa bớt vài người thì cũng chẳng sao. Bạn chỉ cần dừng lại, nhìn kỹ một chút, thì chính như NPC này lại vạch trần sự giả dối của game. Ủa gọi cuối cùng nhét cho lắm vô chi để đánh mất chính cái tính chân thật họ theo đuổi vậy?
đồ họa tuy quan trọng nhưng không phải yếu tố đảm bảo cho sự thành công hay cái hay của một tựa game. Còn vô số yếu tố khác như điều khiển, âm thanh, thế giới sống động, gameplay thú vị, thiết kế màn trời tốt, cốt truyện hấp dẫn, nhân vật đáng nhớ, cân bằng giữa thử thách và phần thưởng, không quá dễ cũng chẳng quá khó, vân vân. Vì thế thay vì chỉ tập trung vào mảng đồ họa, những studio AAA có lẽ nên cân bằng nó với tổng thể một trò chơi. Và chẳng phải Minecraft chính là ví dụ tiêu biểu nhất hay sao? Kể từ khi phát hành lần đầu tiên vào năm 2011, nó thu hút được 140 triệu người chơi trên toàn thế giới và vẫn là một trong những tựa game phổ biến nhất đến tận ngày hôm nay. Người ta đến, dành sự thích và gắn bó với Minecraft đều nhờ vào gameplay thú vị của nó, tính mới là độc đáo cho khách tự do khám phá, làm những điều mình muốn chứ không ai ở lại vì đồ họa tuyệt đỉnh của Minecraft cả. Tôi không bảo đồ họa Minecraft là xấu anh em nhá, nhưng ai bảo đấy là tuyệt đẹp thì đây, địa chỉ phòng khám đây, đi khám mắt hộ tôi. Đồ họa đại diện cho sự phát triển của khoa học công nghệ, các nhà làm game tận dụng chúng và mang tới cho người chơi chúng ta ngày càng nhiều sản phẩm nhìn chân thật đến mê hồn. Tuy nhiên, việc theo đuổi sự chân thật đó một cách mù quáng mà bỏ quên hết những yếu tố nòng cốt giúp nó hấp dẫn thì chắc chắn sẽ khiến sản phẩm trở nên vô hồn và nhàm chán, lãng phí thời gian và tài nguyên tạo ra chúng. Đây là quan điểm cá nhân của tôi. Bạn có đồng ý với nhận định trên hay không? Hãy comment bên dưới để cho tôi biết anh em nhá. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hứa Duy Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.